chưa bao giờ phát hiện cùng lúc nhiều ca COVID-19 như vậy. Ngay sau cuộc họp khẩn của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 bên lề Đại hội Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục họp với Thường trực Ban chỉ đạo trưa ngày 28 tháng 1. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tinh thần dịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng có thể nói ổ dịch ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn phức tạp hơn, nghiêm trọng hơn những lần phát hiện trước đây. Điều quan trọng nhất trong việc chống dịch lúc này, theo Phó Thủ tướng, là phải phản ứng nhanh nhất có thể. Đây là biến thể mới của virus, lây lan rất nhanh nên ngay sau khi nhận được thông tin tôi hoan nghênh tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và Bộ Y tế không lãng phí một giờ phút nào vào cuộc. Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch đánh giá, nhờ các cơ quan làm rất nhanh, thần tốc nên sáng nay đã có kết quả xét nghiệm của các mẫu F1. Chúng ta chưa bao giờ phát hiện cùng lúc nhiều ca dương tính như vậy, 82 ca. Điều này một mặt phản ánh biến thể mới của virus lây lan rất nhanh nhưng cũng thể hiện hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bộ Y tế đã làm rất thần tốc, tập trung. Quan trọng nhất lúc này, theo ông Đam, phải tiếp tục truy vết thật nhanh các trường hợp F1, F2, F3 để xác định các khu vực cần phong tỏa, những khu vực cần áp dụng biện pháp cách ly xã hội và những khu vực nào cần có biện pháp cao hơn mức bình thường. Phó Thủ tướng yêu cầu, triệu tập tất cả các ban chỉ đạo địa phương ngay trong chiều ngày 28 tháng 1 để quán triệt tinh thần này. Bởi vì dịch bệnh xảy ra ở Hải Dương cũng có thể xảy ra ở địa phương khác. Nếu chúng ta làm đúng các hướng dẫn, quy trình theo đúng tinh thần thì chúng ta có lòng tin kiểm soát được dịch bệnh và cố gắng ở mức cao nhất để từ nay đến sát Tết tình hình kiểm soát tốt, để nhân dân có một cái Tết yên bình, Phó Thủ tướng nói. Các thành viên ban chỉ đạo thống nhất tại tất cả các sân bay, các điểm giao thông công cộng đông người, tất cả các cơ sở y tế, trường học, nhà máy, công sở, trung tâm thương mại, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, tự đánh giá và cập nhật lên bản đồ chống dịch, an toàn COVID Việt Nam. Người đứng đầu các địa phương, các cơ quan phải trực tiếp kiểm tra, đánh giá tình hình, xác định cơ sở nào an toàn mới cho hoạt động. Đồng thời người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch.